Vì sao An, cô gái muôn mặt được xem là bộ phim kinh dị ấn tượng nhất năm 2022 từ Thái Lan. Loại bỏ yếu tố tâm linh đặc trưng của phim kinh dị Thái, nhưng An, cô gái muôn mặt hứa hẹn sẽ là một tác phẩm đột phá với muôn vàn cú twist liên hoàn. Xứ sở chùa vàng vốn là cái nôi tạo được sự thành công rực rỡ với thể loại phim kinh dị thông qua lăng kính tâm linh, ma quái. Ở Việt Nam, phim kinh dị Thái càng được săn đón bởi những nét tương đồng về văn hóa, những câu chuyện có thật, những biểu tượng về tâm linh, tất cả đủ để mang đến cảm giác lạnh sống lưng cho khán giả. Thể loại phim kinh dị học đường của Thái Lan cũng trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của người trẻ Việt. Dù là điện ảnh hay truyền hình thì các nhà làm phim vẫn biết cách lồng ghép những yếu tố kinh dị vào giáo dục, học đường với cách tiếp cận đầy thực tế. An, cô gái muôn mặt sẽ là một tác phẩm đặc biệt khi loại trừ yếu tố tâm linh, ma quỷ đặc trưng để xây dựng một dòng phim kinh dị hoàn toàn mới trên màn ảnh Thái Lan. Bộ phim xoay quanh cuộc rượt đuổi khốc liệt giữa một quái nhân đầu gô hình người và hàng loạt những cô gái có nhân dạng khác nhau nhưng lại sống chung dưới thân phận An. Từ mỗi phút trôi qua, gương mặt của các An thay đổi liên tục, hiện tượng phi thực tế nhưng đủ gieo rắc nỗi ám ảnh cho khán giả. Đồng thời, yếu tố thay đổi diễn viên liên tục trong suốt thời lượng chiếu phim cũng là điều điên rồ mà chưa từng có tác phẩm nào làm được. Là một phim kinh dị pha trộn với yếu tố tâm lý, An, cô gái muôn mặt không đơn thuần chỉ khai thác sự mâu thuẫn bên trong mỗi người, như những căn bệnh tâm lý hay tâm thần phân liệt mà các phim khác đã làm. Thay vào đó, tác phẩm sẽ ẩn chứa nội hàm thú vị với những cú twist liên hoàn và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa cho người trẻ hiện đại.